Xin chào các bạn, hôm trước thì mình có up lên cái sản phẩm keo dẫn điện, thì hôm nay mình sẽ làm cái video cái lấy test cho các bác xem cái keo dẫn điện, đồng thời hướng dẫn mọi người sử dụng cái keo này. Thì mọi người có thể nhìn thấy là đây mình đã tạo thành những cái vết rồi, khi mình bơm cái keo dẫn điện ra đây mình để nó khô. Khi keo dẫn điện này khi để ướt thì nó hoàn toàn không dẫn điện, hoặc dẫn điện này với điện trở rất là cao. Nhưng mà khi nó khô lại thì cái điện trở của nó rất là nhỏ, vì nó là keo bạc mà. Đây mình có thử một cái lớp, mình chỉ phủ cái lớp mỏng ở cái quãng này. Đây mình thử cái điện trở của nó, đây cái độ thông mạch này. Đấy, các bạn có thể thấy này, mình phủ rất mỏng đấy, 0,7 ôm. Này đây, mình phủ đây đấy. Chỉ nó rất là nhỏ. Đây cái chỗ này mình phủ dày hơn để kiểm tra cái độ dẫn điện này. Đấy, 0,8 dài, nó đã dài khoảng 3-4 cm, 0,8. Thế đoạn này luôn. Đấy, có 1 ohm. Đấy, chỉ cái đoạn này, này. Đoạn cong mình vẽ. Đấy, keo dẫn điện này hoạt động rất là tốt, điện rất là cao. Nhưng các bạn lưu ý là phải để cho nó khô, có thể dùng máy sấy hoặc là nên phủ nó khô và phủ một lớp mỏng thôi, nó cũng đủ dẫn điện rồi, không cần phải dày. Đấy, mẹ sử dụng là chỉ nên cho một lớp mỏng thôi, dày quá thì nó sẽ lâu khô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.